Hai mẹ con Kiều đang đi xin kẹo. Tụi bé khóc quá khóc. Đi 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 vô đi, chị đi vô đi. Đây, mọi người đang đứng ở đây rất là đông để chị cho kẹo. Rồi bé vô nữa nè. Đây 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 đây. Đây chở xe đi xin kẹo lần đầu tư không? Rồi đây cũng đi chở xe đi xin kẹo nè. Trời ơi, chở xe. Ở đây 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 con đây. Đó, hai đứa nít Mỹ nó đi xin kẹo quá trời. Cái xe ở đâu quá trời không? Hello. Đi vô đây, nhanh lên. Ơ quần buồn ngủ đang nghe á cô chú ơi. Hay đi đây, công chúa ơi. Đây nè. Halloween. Hi. Halloween. Thank you so much. She cried. Thank you. Đây, nè 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 nè, bạn trai nè, bạn trai nè. Hôm nay có một cậu Spider-Man. Thôi, mình đi vào trong này. Mình xin kẹo nè. Thôi, trời xin kẹo vừa đi xin mà vừa khóc nè cô chú ơi. Năm nay giẫm ồm luôn á. Cô gái, một chúa. Sáng đi Halloween ra trường nha. Hai cái rồi. Sáng trường học pre-K after school daycare nữa. À, đây con đi vô gõ cửa. Đây vô gõ cửa đây. Đây. There you go. Thank you so much. Bye. Yeah, thank you. Bye. Happy thank Halloween. You. Happy Halloween. Yeah. Wow. Sophia nó sợ cô chú ơi, Sophia sợ. Đây đây đây. Happy Halloween. Rồi Sophia sợ cô chú không dám vô, Kiều cũng thấy sợ 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 cũng không dám vô luôn, xong mới mở cửa ra. Giờ là cô công chúa bé nhỏ đã hết khóc rồi, đang kiểu như học về mệt á cô chú, cho nên là đuối, ngủ được 1 tiếng đồng hồ rồi, dậy kiểu chưa đủ đô nên còn khóc lóc á cô chú. Nhưng mà Kiều cũng kêu bé dậy là ngủ đủ giấc nên khóc, nhưng mà không có muốn bé ngủ nhiều á, sợ lát tối giờ ngủ không có được. À, nãy giờ đi xin kẹo được 2 ngày, hôm nay đi xin khu khác nha. Hôm trước đi xin khu Richmond, hôm nay xin khu nào đây nè. Bạn Kiều chỉ có hai mẹ con đi thôi. Đây các bạn, nhà nè, khu xung quanh nhà cửa nè. À, nhà khu đây. Wow, Happy Halloween. Ủa cái nhà này đẹp quá nè. Không sao hết. Đó, vô đây lấy. Trời ơi, ai sợ cô chú không chịu vô lấy. Không có sao đâu. Vô đây lấy kẹo đi. Có mommy đây mà sợ gì. Đây, giờ bây giờ đi sợ cô chú ơi. Oh wow, đẹp quá trời luôn nè. Bây giờ xin tiếp nè. Ở bên này cũng có ông bố dẫn đứa con đi xin nè. Bên này cũng có Sophia dẫn xin. Ok, đi vô. Unicorn. À, đây là Halloween chút xíu nè cô chú. Happy Halloween. Yeah. Đi vô. Vô 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 vô. Happy Halloween. Hả? Thank you. Thank you so much. Rồi, ok. Con ngày nãy con có thank you không? Đây. Rồi, nhà đây nè. Wow, Happy Halloween. Nhà này mới vô nè các bạn. Đó, nhà này mới vô. Đó, bây giờ qua nhà bên đây. Ôi, nhà bên đây trang trí nhiều quá. Ô, con vô nhà đây đây, nhà đây, nhà đây. Hả? Nhà đẹp đi. Sao đâu, bạn xin kìa. Hai đứa nhỏ đó muốn đi xin chung à, cô chú. Hả, có ba đứa nhỏ, ba đứa con nít á. Đang đi xin. Sophia xin nữa nè. Hả? Hả? Hả, ba đứa con nít nó đi sách vở đi xin nữa nè. Sophia đi xin nữa, thấy không? Hả? Wow, nhà đây trang trí đẹp quá nè.
so pretty. Happy Halloween. Vô đây. Nhà đây trang trí đẹp quá nè. Happy Halloween. Vô Sophia. Sophia vô vô. Vô đây vô đây. Vô đây. Cái gì đâu mà sợ. She's scared. Vô đây vô đây vô đây vô đây. Mấy chị vô nè. À vô đây vô đây. Ấy. À, cô chú ơi, hai mẹ con nè. Hai mẹ con. Sao bây giờ là cô chú. Hai chú hào. À, hai mẹ con. À, bây giờ mình đi vô xin trong nhà này. Rồi vô xin trong nhà này ha. Ê con đi. Ê sao bây giờ đi. À, tôi à xin nè. Hello, hello cô chú ơi. Hả? Nói cho lên. Đây nha chú. À cái nói là không vậy. Oh, hello. Con đi vô, vô. Vô. À, bà Mỹ bà cầm ra cho Sophia nè, đại nãy nó sợ con chó. Thank you so much, thank you. Thank you, oh, thank you. You're welcome. Thank you so much. Yeah, happy Halloween. Happy Halloween. Rồi, nhà này cũng trang trí đẹp quá nè. Rồi, xong. À, mấy đứa nít này đi qua nhà đây. Ha, mẹ đứa nít nè. À, đi qua nhà đây nè. Cái giờ Sophia cũng đi theo chung luôn. Đây con. Đây, đây, đây. À, bà là cái bà người Mỹ đó, bà dễ thương ha, các bạn ha. Tại vì có con chó, trời, con chó dễ thương quá trời mà, con chó nó to đó, bà sợ. Cái bà nó đi, cái ông chủ nhà, ông ra quắt con chó vô. À, cái bà chủ nhà mới cầm kẹo ra đưa cho Sophia. Ôi. 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 Cái nhà này á. Cô. Happy Halloween. Quay. Quay. Đi, sao bây giờ vô? Sợ hả? Vô lấy đi. Có bà Mi đứng đây đâu sợ đâu. Rồi, rồi bà sợ cô chú, kêu lấy. Xin kiểu ha. Bây giờ xin được nhiều rồi nè. Wow, thank you. Ai hai đi. Rồi, sao bây giờ sợ cô chú hình đây nè, sợ. Giờ qua nhà bên đây. Mới một lửa, mới nít ở chỗ khác mới tới nữa nè. À, đi nguyên cả một chiếc xe đã tới để xin kẹo luôn á. Có xe chở hai Happy Halloween. Rồi xin kẹo. Happy Halloween. Này sao bây giờ xin kẹo. Hai. Hết kẹo rồi. Hết kẹo rồi. Rồi hết kẹo rồi. Thôi đi về. Rồi mình đi qua chỗ khác. Hết kẹo rồi. Các kiểu rồi. Thôi mình đi qua nhà kia. Đây. Wow, nhà này đẹp quá nè các bạn. Nhờ xin nhà này ha. Wow, cái nhà này trang trí đẹp không các bạn. Wow. Wow, happy Halloween. Oh wow nè. Oh wow. Quá xá đẹp luôn. Đi vô đây. Này có kiểu nè. Cái này có kiệu nữa nè. Wow. Rồi, sao bây giờ vô lấy kiệu. Vô lấy kiệu đi. Ở đây có mami đứng đây không sợ. Này, sao con lấy kiệu. Này, lấy kiệu đi. Ai muốn lấy kiệu này lấy đi. Lấy hai cái. Ừ, thêm một cái nữa. Thêm một cái nữa. Ok. Thank you so much. Happy Halloween. Đây. Rồi. Cái khu đó là cái khu nông trại nha các bạn. Khu nông trại là đa số toàn người bị trắng sống không thôi. Thì
cái nhà này cũng cách một đám đất dài dài mới tới một cái nhà nữa, thì khu trong đó nhà rất rất là đẹp, nhưng mà vì ban đêm á, khi mình quay nó mới biết, khi ban đêm mà khi mình quay á, lên nó sẽ không có thấy rõ, nhưng mà khu đó là khu triệu phú á, khu nông trại các bạn, nhà ở đó nó cũng không có nhiều, và những cái nhà cách nhau nó cũng rộng, cách nó rộng nên là chỉ có một cái lớp chỗ đó là có phát Halloween thôi, còn những cái khu còn lại nhà rất là to, rất là to, khu triệu đô không phải là mấy triệu luôn các bạn, rất to rất đẹp luôn, nhưng mà họ không có để Halloween phía trước thì không có vô xin được. Thì ở trên trường nãy giờ Sophia này cũng có rất là nhiều trường đô, nãy mới vô trong này nè, hai con đứa bụng quá đi ăn, cũng có cô cho Sophia kẹo nè, tao cũng muốn ăn cái nào. Thằng sáng đi học là Halloween trên trường pre-K, xong after school nó trường daycare cũng Halloween, xong ra xe là thay bộ đồ khác để cho ăn Halloween nữa nè. Để gỡ ra đi. Okay, I have. Ngửi thử đi, con ngửi thử thơm không? Cái đó là mùi chua, nó chua. Anh miệng ăn thử ngon không? À, ai đòi mở ra nè, cái đó là kẹo candy. It's a candy.